Hello mọi người, mình là Tiêu nè. Hôm trước thì mình có làm một cái video về chủ đề là mình đã kiếm tiền sao như thế nào. Thì video ngày hôm nay mình sẽ làm về một cái chủ đề mà cũng rất là nhiều bạn yêu cầu. Đó là mình đã kiếm nhiều kim cương bằng cách nào. Như mọi người đã biết thì cái bản cập nhật lần này á, nhà phát hành ra rất là nhiều vật phẩm bán bằng kim cương rất là xịn sò, như là mắt kính nè, như là cần câu nè, như là đồ nội thất nè. Mà đặc biệt là sáng hôm nay mình thấy là có một cái gói nội thất mới được bán bằng tiền, cái gói nội thất Unicorn. Và ở trong cái cửa hàng nội thất nó cũng được bán bằng kim cương luôn, rất là xinh luôn á mọi người. Cho nên là sẵn tiện hôm nay mình sẽ làm một cái video về chủ đề là cách mà mình đã kiếm được nhiều kim cương như thế nào. Ok, let's go. Mỗi ngày vào game thì chúng ta sẽ có tất cả là 4 cách để có thể nhận được kim cương. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhận được kim cương ở trong cái phần thưởng hàng ngày, nhiệm vụ hàng ngày và quà đăng nhập hàng ngày của nhà phát hành. Cái bước này nếu mà mọi người không có gói plus á, thì mọi người chịu khó coi quảng cáo để được kim cương nha. Còn cái phần thưởng đăng nhập hàng ngày á, thì tùy vào mỗi đợt mà nhà phát hành sẽ cho nhiều hay ít. Thì cái đợt dạo gần đây á, thì nhà phát hành thường sẽ cho chúng ta 10 hoặc là 20 kim cương mỗi ngày, cũng khá là nhiều á mọi người. Vậy là sau khi mà nhận tất cả những cái phần thưởng đăng nhập hàng ngày á, thì mình được tổng cộng là 13 kim cương. Cách tiếp theo để mọi người có thể nhận được kim cương đó chính là mọi người quay hộp vịt. Thì để mà có được mầm non để quay hộp vịt thì mọi người phải câu được những cái rác, hoặc là mọi người tái chế bớt những cái đồ mà không dùng nữa đi thì mọi người sẽ có mầm cây nha. Thì cái quay hộp vịt này nó cũng hên xui nhân phẩm thôi á mọi người. Có hôm thì mình quay được tận 20 kim cương, có hôm thì mình chẳng quay được cái cục kim cương nào hết. Riêng hôm nay thì mình quay được một hộp 3 kim cương với lại một hộp 5 kim cương nè, với lại thêm một cái đầu vịt nữa. Cái đầu vịt này thì mình đã quay được nhiều rồi, cho nên là mình sẽ đem đi tái chế và mình tiếp tục có mầm cây để ngày mai mình quay hộp vịt tiếp. Tại vì mỗi ngày chúng ta quay được 3 hộp vịt thôi. Tiếp theo cách thứ 3 để mình có được kim cương đó chính là nạp gói. Thì cái cách này sẽ không dành cho những bạn chơi hệ không nạp nha. Nếu mà bạn nào không có thẻ ngân hàng liên kết để nạp hoặc là không có muốn nạp game á, thì các bạn có thể bỏ qua cái cách này. Riêng đối với mình thì mình nạp cái gói 30 ngày kim cương á mọi người. Tại vì cái gói này mình thấy nó rất là lợi á. Khi mà nạp cái gói này thì mọi người sẽ nhận được một cái đầu và 60 kim cương. Sau đó thì mỗi ngày mọi người sẽ nhận được thêm 10 kim cương cho đến khi mà hết tháng. Thì tổng cộng chúng ta sẽ nhận được một cái đầu và 360 kim cương trong vòng 30 ngày. Thì mỗi tháng nó sẽ có một cái loại đầu khác nhau nếu mà mọi người nạp liên tục. Cái gói này thì nó có giá là 109.000 thì phải. Cho nên là mỗi ngày mình nhận thêm được 10 kim cương nữa qua cái gói 30 ngày kim cương này. Nãy giờ mình được bao nhiêu kim cương rồi ta? 13, 8, 10 là tổng cộng mình đã được 31 kim cương rồi á mọi người. Và cách tiếp theo để mà mình có thể kiếm được nhiều kim cương nhất ở trong ngày mà chắc là mọi người cũng đã biết rồi, đó chính là cày nhiệm vụ thành tích nè. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là cách mà mình đã chọn những cái nhiệm vụ thành tích nào để có thể dễ dàng kiếm được kim cương nhất nha. Không biết là những bạn đang xem video này á, thì các bạn đã có cái cần câu vàng hết chưa? Còn mình thì hiện tại mình vẫn còn đang thiếu kim cương, cho nên là mình sẽ cố gắng cài nhiệm vụ thành tích để có đủ kim cương và mua cái cần câu vàng test cho mọi người coi luôn. Thì đầu tiên nhìn qua cái bảng nhiệm vụ thành tích á, thì mình thấy là ở trong đây mình còn cái nhiệm vụ nấu ăn là chưa có làm, và nhiệm vụ này khá là dễ cho nên là mình sẽ làm cái nhiệm vụ này trước. Thật ra thì những cái nhiệm vụ ở trong cái bảng thành tích này nó không quá khó, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải rất là chịu khó, siêng năng chăm chỉ thì mới có thể làm được á. Bình thường thì mình cũng lười lắm mọi người, nhưng mà tại vì muốn kiếm nhiều kim cương á cho nên là cũng phải ráng cố gắng siêng năng hơn một tí. Người ta nói có làm thì mới có ăn mà, đúng không? Thì mọi người muốn có nhiều kim cương thì mọi người cũng phải siêng năng chăm chỉ nha. Đó, vậy là mình đã xong cái nhiệm vụ nấu ăn rồi nè. Mình đã được thêm 10 kim cương. Ây da, nhìn vô cái bảng thành tích này thì mình thấy có một cái nhiệm vụ là chậm mà chắc nè mọi người. Mình đã hoàn thành được 3/5 rồi. Cho nên là mình sẽ đi vô trong tiệc trò chơi và mình kiếm cái trò chơi mà Vạn Lý Trường Thành á, giảm vô trong cái chỗ mà giảm tốc độ để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Cái nhiệm vụ này nó không có khó, nhưng mà quan trọng là khi mà vô tiệc trò chơi chúng ta có may mắn gặp được cái trò Vạn Lý Trường Thành nhiều hay không thôi. Và hôm nay mình may thiệt mọi người, mình vào 2 lần thì gặp phải cái trò Vạn Lý Trường Thành luôn. Cho nên là mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ chậm mà chắc rồi nè. Và mình thấy là hiện tại mình đang ở level 14. Còn 4 nhiệm vụ nữa thôi là mình sẽ lên level 15. Mà mình nghĩ là nếu mà tăng lên level 15 á thì mình sẽ được thưởng thêm kim cương. Cho nên là mình sẽ cố gắng hoàn thành thêm 4 nhiệm vụ nữa để được tăng lên level 15 luôn. Tiếp theo là mình thấy cái nhiệm vụ chơi tới cùng
vượt chướng ngại vật này là mình chỉ còn một lần nữa thôi là mình hoàn thành rồi nè mọi người. Cho nên là mình sẽ bay vô chơi vượt chướng ngại vật. Mặc dù là mình không có leo giỏi nhưng mà mình còn rất là nhiều vật phẩm á. Cho nên là mình sẽ xài hết tất cả vật phẩm để có thể vượt qua cái vượt chướng ngại vật này một cách nhanh nhất để lấy được cái nhiệm vụ thành tích này nha. Đó, mọi người thấy tôi nhảy có ghê không? Tại vì tôi xài hết mấy cái vật phẩm bất tử luôn rồi mà. Yeah, vậy là mình đã có thêm 5 kim cương rồi nè. Bây giờ mình chỉ còn 2 nhiệm vụ nữa thôi là mình đã lên level 5 rồi. Cố lên, cố lên. Bây giờ mình lại tiếp tục nhìn vô cái bảng thành tích này và mình thấy là cái nào nó cũng còn nhiều và khó hết mọi người ơi. Quay đi quay lại thì mình thấy là cái thành tích nấu ăn là vẫn là dễ nhất. Cho nên là mình lại chui vào nhà nấu ăn thôi. Cái món trứng ốp la là rẻ nhất á mọi người. Cho nên là mọi người cứ nấu một cái món trứng ốp la cho mình nha. Trời ơi, hoàn thành xong cái nhiệm vụ này là tôi có một đống trứng ốp la ở trong giỏ luôn á. Không biết khi nào ăn cho hết luôn á. Uầy, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ nấu ăn luôn rồi. Và mình nhận được thêm 20 kim cương nữa nè mọi người. Mình đã được 14 trên 15 rồi. Bây giờ chỉ còn một nhiệm vụ nữa thôi là mình đạt được level 15. Thì nhìn kỹ lại thì mình thấy có một cái nhiệm vụ cũng khá là dễ mà mình chưa làm. Đó là câu cá chép. Và cái nơi mà mình nghĩ là câu được nhiều cá chép nhất ở trong đảo Kaya này đó chính là mall, trung tâm mua sắm chứ không đâu hết. Cho nên là bây giờ mình sẽ chui vô trong mall để câu cá chép nha. Vô câu cá chép sẵn tiện, biết đâu hên hên câu được cá heo hồng thì sao. Cho nên là mình xài cái cần câu Sally á. Và mình sẽ câu bóng 1, bóng 3, bóng 4, bóng 5. Mình bỏ bóng 2 đi, tại vì mục đích của mình là câu cá chép mà. Và thật sự là cái mall này nó rất rất là nhiều cá chép luôn nha mọi người. Và mình nghĩ đó đúng là cái nơi mà nhiều cá chép nhất luôn á. Mình đứng đây câu một tí thôi là mình hoàn thành luôn cái nhiệm vụ cá chép luôn á mọi người. Và mình đã được thêm 10 kim cương nữa rồi. Yeah, lên level 15 luôn nè. Lên được level 15 là mình được tặng thêm 10 kim cương nữa nè. Vậy là tổng cộng mình đã kiếm được 178 kim cương rồi mọi người ơi. Trong khi ban đầu á là mình có 85 kim cương. Vậy là trong một ngày mình đã kiếm được tổng là 93 kim cương á mọi người. Nhiều đúng không? Nhưng mà mình vẫn chưa đủ để mua cái cần câu vàng. Nhưng mà hôm nay thực sự là mình đã làm quá nhiều nhiệm vụ và mình bị ớn rồi á. Cho nên là mình không thể nào mà tiếp tục cày nhiệm vụ được nữa. Mặc dù là chỉ còn có vài kim cương nữa thôi. Cho nên là mình đã dời qua ngày hôm sau để nhận thêm kim cương. À, và hồi nãy mình còn quên nói là mọi người còn có thể nhận được kim cương bằng cách là trồng hoa mặt trời. Mỗi ngày mọi người trồng được 3 chậu và nhận được 3 kim cương á. Và ngày hôm nay thì mình đã kiếm được 200 kim cương rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi mua ngay cái cần câu vàng và test cho mọi người coi là có nên mua cái cần câu này hay không nha. Uầy, cái cần câu này nó đẹp thiệt sự luôn á. Tính tới thời điểm hiện tại thì mình thấy cái cần câu này là đẹp nhất game rồi đó. Chưa biết cái chất lượng như thế nào nhưng mà về cái điểm ngoại hình thì mình cho 10 điểm luôn. Yeah, bây giờ mình sẽ test thử cái cần câu này nha. Mình thấy bữa giờ là mọi người rần rần là cái cần câu này nó lên mini rất là nhiều luôn á. Nhưng mà mình cũng chưa có tin lắm. Nhưng mà đi câu rồi mới biết thật sự luôn. Cái cần câu này mình đứng câu có một buổi thôi, tầm 2-3 tiếng gì đấy mà mình lên 5 con mini mọi người. Trời ơi, ảo ma Canada thiệt luôn á. Không những là nó lên mini mà nó còn lên rất là nhiều cá ngon. Và nó lên cả 44, 45 rất là nhiều luôn á mọi người. Trời ơi, cái cần câu này nó tới công chuyện với tôi luôn á. Có cái cần câu xịn cái có hứng đi câu hẳn luôn. Từ lúc mà game nó ra cá mini tới bây giờ á, mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ đi săn cá mini. Tại vì mình thấy cá mini nó rất là khó lên nếu mà câu bằng cái cần câu sao vàng á. Sau đó thì mình cũng có mua cái cần câu Sally và ấy là mình câu cũng không được nhiều cá mini cho lắm. Mình câu được có thêm 1-2 con à. Và cho tới khi có cái cần câu vàng này mọi người biết chuyện gì không? Trong vòng 2 ngày mình câu được 18 con cá mini. Oh my god luôn á. Trời ơi, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi có thể câu được nhiều cá mini tới như vậy luôn á. Nè mọi người xem nè, bây giờ tôi sẽ cho mọi người đi về nhà và coi cái bộ sưu tập cá mini của tôi nha. Ta da nè mọi người, mình câu gần đủ cái bộ sưu tập cá mini luôn rồi á. Vui quá à. Cho nên là nói tóm lại theo cái cảm nhận riêng mình á, thì cái cần câu vàng này là một cái cần câu rất 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 là đáng mua nha. Nó chỉ có 200 kim cương thôi nhưng mà rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn á. Từ đầu thì lúc mà nhìn thấy cái bản demo, cái hình của cái cần câu này thì mình đã dự đoán là nó sẽ được bán bằng tiền và có giá tương đương với lại cần thiết thuật. Nhưng mà mình lại không ngờ là nó được bán bằng kim cương. Điều đó có nghĩa là nhà phát hành đã tạo cơ hội cho tất cả mọi người có thể để dành kim cương và mua được cái cần câu này đó.
Trời ơi, dạo này mình thấy nhà phát hành dễ thương dã man luôn á mọi người. Mọi người có thấy vậy không? Những ai mà đã mua cái cần câu vàng rồi, mọi người có cảm nhận giống như mình không? Mọi người có câu được nhiều cá mini và cá ngon giống như mình không? Comment ở dưới cho mình biết nha. Ok, video ngày hôm nay tới đây là hết rồi. Hôm nay mình đã chia sẻ cái cách mà mình đã kiếm được nhiều kim cương trong vòng một ngày cho mọi người rồi đó. Có thể là những cái cách này mọi người đều biết rồi, nhưng mà mình muốn là làm cái video này để tiếp thêm động lực cho mọi người có thể chăm chỉ cày nhiệm vụ hơn, chăm chỉ coi quảng cáo hơn để có thêm nhiều kim cương và mua được những cái món mà mình yêu thích giống như mình nè. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video nha. Nếu mọi người đã xem tới đây rồi thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.